Tôi xin kính chào các bác. Video này tôi xin giới thiệu về phân loại các dòng hoa mẫu đơn. Thì hiện nay đã đến mùa thu, là cái mùa mà các bác có thể sưu tầm, mua và trồng cây mẫu đơn, thì cái tỷ lệ sống của nó rất là cao. Và đây cũng là cái mùa mà ra hoa chính của các dòng hoa mẫu đơn. Chính vì vậy tôi làm cái video này để mà bác nào có cái niềm yêu thích với cái dòng hoa này thì có thể sưu tầm mua, chăm sóc nó để có được cái mùa hoa thật là đẹp. Trước hết là về tên gọi hoa mẫu đơn, thì cái tên mẫu đơn là miền Bắc gọi, thì còn miền Nam thì gọi nó là cây bông trang. Còn ở Trung Quốc thì có một cái tên rất là đẹp, đó là cây quốc sắc thiên hương. Xét về cái độ quý giá thì đây cũng là một dòng hoa danh tiếng, nó đứng thứ 10 trong bộ thập đại danh hoa xưa. Mặc dù nó là đứng cuối cùng trong top 10 nhưng mà đã được liệt vào 10 cái dòng hoa quý thì chắc chắn là nó sẽ có giá rồi. Và cái tên của nó chính xác trong bộ thập đại danh hoa chính là quốc sắc thiên hương. Còn xét về cái phân loại ạ, thì nó có rất nhiều cách để mà phân loại cái cây mẫu đơn này. Tuy nhiên thì tôi sẽ chia ra làm 3 nhóm để các bác tìm hiểu và lựa chọn. Nhóm 1 là người ta phân biệt theo nguồn gốc của cây mẫu đơn. Thì có những cái dòng như sau. Trước hết đó là cây mẫu đơn ta, hay còn gọi là mẫu đơn rừng Việt Nam. Thì đối với lại cây mẫu đơn ta thì nó có ở Việt Nam rất là nhiều. Và đến nay tôi đã công tác học tập ở cái ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn được tròn 20 năm. Thì tôi chưa thấy có cơ quan nghiên cứu hoặc là các cá nhân nào mà tiến hành nghiên cứu chọn tạo ra các cái giống hoa mẫu đơn lai tạo ở đất nước Việt Nam. Cho nên giống hoa mẫu đơn của Việt Nam thì hoàn toàn là mang tính chất hoang dã, có thể được lựa chọn ở rừng, ở các khu đất nào đấy, vùng nào đấy, nhưng mà về nghiên cứu lai tạo thì không. Đó là cái sự chọn ra và sưu tầm được của những người trồng, kinh doanh và chơi cây mẫu đơn ta. Và điển hình nhất của mẫu đơn ta chính là cây hoa mẫu đơn màu cà rốt vùng Văn Chấn, Yên Bái. Thì trong cái nhóm phân biệt theo nguồn gốc này sẽ có mẫu đơn ngoại nhập, đó chủ yếu là từ Trung Quốc này, Thái Lan này, Mỹ này, Nhật Bản nữa. Thì về ưu điểm của mẫu đơn thì đối với lại cái mẫu đơn ta thì là cây bản sắc của Việt Nam, cho nên là dù sao nó cũng có mang tính chất là danh giá của đất nước chúng ta cần phải thuần dưỡng và bảo tồn, nhất là những cái cây to, cây quý. Và ở Việt Nam cho nên là nó dễ dàng thuần dưỡng. Kích thước cánh hoa thì rất là to, nó to hơn so với một số cái dòng ngoại nhập. Còn nhược điểm của mẫu đơn ta đó là lá cây mẫu đơn ta thì rất là to, cho nên là làm bonsai thì nó chưa hẳn là đã đẹp, và nó cũng thuộc diện là dòng chậm lớn, cũng như là nó có rất nhiều mầm gốc. Màu hoa thì cũng không được phong phú, chủ yếu là màu cà rốt này, màu đỏ tươi này, màu vàng và màu trắng. Thế còn đối với cái dòng mẫu đơn ngoại thì ưu điểm của nó là lớn khá là nhanh, lá to nhỏ đều có nhưng đa dạng về màu sắc. Và nó có một ưu điểm nữa là được người miền Nam trồng rất là nhiều, cho nên là đối với miền Nam thì cây mẫu đơn, cây bông trang nó sinh trưởng quanh năm và nó sẽ có cái độ lớn nhiều hơn so với lại
các cái dòng hoa mẫu đơn mà trồng ở miền Bắc, trong khi là người miền Nam thì đa số lại nhập những cái dòng hoa mẫu đơn nhiều hơn, tức là cái số lượng hoa mẫu đơn ngoại ở miền Nam rất là nhiều. Thế còn nhược điểm thì là nó khá là khó thuần dưỡng, một số dòng lá nhỏ thì dễ rất là nhỏ và nó lâu lớn, cũng như là nó dễ bị chết, mặc dù nó sinh trưởng được mấy năm đấy, nhưng nếu như mà mang ra Bắc không cẩn thận thì cây khỏe nó cũng chết. Đây là một cái kinh nghiệm mà trong cái thời gian tôi nghiên cứu rất là lâu tôi phát hiện ra được. Cái phân loại thứ hai là theo nhóm hoa các cái màu sắc khác nhau. Thì hiện nay màu thì rất là đa dạng, ví dụ như là đỏ này, thì trong đó là có đỏ tươi này, đỏ huyết, đỏ cờ, đỏ tím, đỏ hồng, đỏ sẫm đấy, hoặc là màu vàng này, màu trắng này, đấy, màu hồng. Thì tùy vào cái yêu thích của bác, thì thậm chí là theo cái phong thủy thì bác có thể chọn những cái màu hoa phù hợp. Tôi ví dụ như màu đỏ là cái màu của sự may mắn chẳng hạn, cái sự niềm tin của cái sự thành công chẳng hạn. Thế còn cái màu vàng là tượng trưng cho sự ấm áp hạnh phúc. Thế còn màu trắng thì tượng trưng cho cái sự tinh khiết, tinh khôi, thanh tao. Còn cái màu hồng thì nó thể hiện cho cái sự trang nhã, quý phái, mềm mại, và nó phù hợp với các quý bà rồi các cô gái thì thích màu hồng hơn. Ở đây tôi ví dụ với các bác là cây mẫu đơn phấn hồng của Thái Lan này. Tôi đã thuần được ở miền Bắc trong vòng gần 1 năm, và nó có cái màu hoa biến thiên các bác. Khi mà nó mới nở thì là nó có cái màu pha đỏ như này này. Đấy, nhưng mà khi mà nó sắp rụng, tôi ví dụ như đây là cái bông nó sắp rụng thì cái màu đỏ nó giảm đi rất nhiều mà nó chuyển sang một cái màu hồng nhạt. Khi mà những cái dòng hoa mà có sự biến thiên này thì nó khiến cho chúng ta rất là thích thú khi mà thưởng thức nó. Sang cái phân biệt thứ ba đó là phân loại theo kích thước của lá. Đây cũng là một cái tiêu chuẩn để mà phân biệt cây hoa mẫu đơn. Thì nó sẽ có 3 nhóm lá kích thước khác nhau. Đó là lá nhỏ. Đây tôi ví dụ các bác, đây là cây hoa mẫu đơn vàng, là tượng trưng cho cái hoa mẫu đơn lá nhỏ này. Đấy. Thứ hai nữa là mẫu đơn lá nhỡ này. Thì đây chính là cây phấn sen của Thái Lan này. Thì nó tượng trưng cho cái lá mẫu đơn mà nhỡ này, tức là nằm giữa cái kích thước nhỏ và kích thước lớn đấy. Thế còn là cái mẫu đơn ta, cái mẫu đơn lá to, thì ví dụ như mẫu đơn văn chấn chẳng hạn, thì đấy là cái dòng lá to. Thì cái này nó cũng không khó khăn gì cả. Thì về ưu điểm của cái lá to là nó nhanh lớn, và cái cụm hoa nó rất là to. Tôi ví dụ như là bình thường đây là những cụm hoa mà nó nở rồi này. Đấy, tôi ví dụ đây là những cụm hoa nó nở rồi. Thì cái lá nhỡ này nó nhỏ thôi. Thế còn cái đây là lá nhỏ này thì cái cụm hoa này nó cũng không to. Thế nhưng mà đối với lại cái mẫu đơn lá to á, tôi có về Mê Linh và lên cái khu vực quê tôi á, hoặc là lên cái vùng Tuyên Quang Yên Bái thì bông hoa to lắm. Có những cái bông hoa nó gần bằng cái tô to mà đựng canh của chúng ta đấy, canh để ăn cơm đó, nên là nó rất là đẹp. Có những cái dòng hoa thì không chỉ là nó ra hoa to mà là nó có cái sự trụm chịm này, cộng với lại những cái cánh hoa nó rất là to, nên là nó có những cái ưu điểm như vậy. Và tất nhiên rồi là sức sống nó sẽ rất là mãnh liệt. Nhược điểm là cái với cái lá to thì làm bonsai nó sẽ không đẹp bằng cái nhóm lá nhỏ và lá nhỡ. Chứ còn ưu điểm của mẫu đơn lá nhỏ là làm bonsai tốt, cây phát triển rất là cân đối và nó ít phá tán. Tức là với những cái cây như thế này thì rõ ràng là nó sẽ giữ được cái dáng thế của nó trong một cái thời gian rất dài mà chúng ta ít phải điều chỉnh. Những người nào mà bận nhiều việc đi công tác xa thì là giữ được cái dáng thế của cây mẫu đơn này nó rất là lâu.
Và cái cơ mẫu đơn lá nhỏ thì không gian trưng bày nó cũng dễ dàng và cơ bản là nó gọn gàng. Thế còn nhược điểm của nó là thường á, từ cái cây lá nhỏ thì cái bông hoa, cái cánh hoa này này, đây là những cái cánh hoa này các bạn, đấy, là nó sẽ nhỏ chứ nó không được to. Hoặc là cây nhỡ cũng vậy, đây các bác quan sát này. Tất nhiên đây là nó một đặc tính giống nữa, những đa số các cái cây hoa mà lá nhỏ lá nhỡ thì là cái cánh hoa đó. Tức là đây nó nằm cái cánh nhỏ đây các bạn, là nó sẽ không to bằng cái mẫu đơn ta và mẫu đơn lá to, và cây nó chậm lớn, bộ rễ thì khá là yếu. Thì đối với lại cái cây bonsai nghệ thuật đó mà theo kích thước nhá, thì cái cây lá nhỡ này tôi cho rằng là phù hợp nhất, bởi vì nó cũng dễ làm hoa này, cây sinh trưởng phát triển cũng thuộc dòng là khỏe này, dễ thuần và làm bonsai cũng phù hợp. Thế còn cái cây lá nhỏ này thì nó khó thuần hơn và cái khả năng lớn của nó cũng rất là chậm. À, bên cạnh cái việc là phân loại các cái nhóm này thì hiện nay có những cái phân loại khác nhưng nó không phổ biến, ví dụ như là cây mẫu đơn thân gỗ và thân thảo chẳng hạn. Thân thảo là thân dây, thân bò đó các bác, thì hiện nay cũng đã nhập được rồi. Và có một nhóm nữa là phân loại hoa mẫu đơn, cánh kép được nhập về từ Trung Quốc, thì nó không giống với lại những cái mẫu đơn mà các bác đang quan sát ở đây, mà nó là cái cây hoa nó to như bông hoa hồng ạ. Thì có thể đó là năm cánh đơn nhưng cánh nó rất to, to như họ cánh hoa hồng ạ, hoặc là cánh kép nó to như cây hoa hồng, như cây phù dung, thậm chí như cây tràm mi ấy các bác ạ. Thì đấy là một cái thông tin này các bác có thể tham khảo thêm. Thì các bác ở trên đây tôi giới thiệu với các bác cái video về phân loại các cái giống hoa tràm mi, căn cứ vào đây để các bác có thể tham khảo và lựa chọn sưu tầm để bác chơi. Thì tôi xin phép dừng video các bác nhé, xin kính chào các bác.